qua hơn một năm phát triển với cái sự đầu tư của tập đoàn và sự cố gắng hết mình của toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty dịch vụ giá trị gia tăng VIC thì cái dịch vụ MyTV hiện nay đã có chỗ đứng trong cuộc sống và nó là một trong những cái kênh giải trí đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng và các hoạt động của xã hội. Vụ MyTV sẽ phát triển mạnh hơn nữa, đặc biệt là tạo cho trong lòng cái người tiêu dùng của Việt Nam và cái nền kinh tế một cái sự cần thiết nào đó mà họ cảm thấy rằng là dịch vụ MyTV không thể thiếu được. Thì có như thế thì chúng ta mới có thể phát triển dịch vụ MyTV một cách mạnh hơn, nhanh chóng hơn bằng cái kết quả, bằng cái sự phát triển, bằng cái sự đầu tư và đặc biệt bằng cái chất lượng, không chỉ chất lượng về công nghệ, chất lượng về kỹ thuật mà còn là chất lượng về nội dung để cho khách hàng luôn luôn là cảm thấy MyTV là một dịch vụ không thể thiếu. Tôi nghĩ rằng là đối với cán bộ công nhân viên của công ty VAC là một công ty trẻ đầy nhiệt huyết, đầy năng lực, đầy tiềm năng. Thì sức khỏe thì tôi không cần phải chúc nữa, bởi vì các bạn đã khỏe rồi. Tôi mong các bạn là có nhiều nhiệt huyết hơn, có nhiều sáng tạo hơn để làm sao cho các dịch vụ MyTV của chúng ta có một chỗ đứng xứng đáng trong xã hội Việt Nam hiện nay.